bà Trương Mỹ Lan bị thêm án chung thân, cơ hội cho tòa án bán công lý. Vào ngày 7 tháng 10, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên án tù chung thân, chung cho ba tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình. Như vậy, nếu này cộng thêm án chung thân, thì tổng hợp án tử hình thì vẫn là tử hình mà thôi. Mức án bị đề nghị ở phiên tòa giai đoạn 2 này có phần nhẹ hơn phiên tòa trước. Bà Lan luôn là người phải chịu mức án cao nhất trong số các bị cáo. Các vụ án của bà liên quan đến rất nhiều nhân vật lớn, đáng chú ý là sự giúp đỡ của ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để thâu tóm đất vàng, và sự giúp sức của ông Nguyễn Văn Bình, cựu phó thống đốc, rồi sau đó là thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc thành lập Ngân hàng SCB vào hồi năm 2012. Vụ án này được kỳ vọng sẽ khui ra những nhân vật lớn một thời để những quan chức từng tham gia phá hoại nền kinh tế đất nước phải đền tội. Nhưng sự thật thì Bộ Công an đã khoanh vùng, không cho động đến những nhân vật lớn này. Các quan chức nhúng chàm vẫn được bảo vệ, còn chủ doanh nghiệp thì bị đem ra làm dê tế thần. Bà Trương Mỹ Lan không thể thâu tóm đất vàng, cũng không thể tổ chức lừa đảo với quy mô lớn trong thời gian dài như thế, nếu không có sự giúp sức của các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, những thủ phạm chính đã tạo ra một Trương Mỹ Lan khuynh đảo nền kinh tế đất nước lại được bảo vệ. Đây là kiểu chống tham nhũng để khoe thành tích, chứ không phải chống triệt để. Phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm là dịp để thị trường buôn bán công lý sôi động lên. Theo sau là bề nổi của vụ án là những màn chạy án đằng sau cánh sân gà của sân khấu diễn tuồng công lý này. Đây là thông tin được những người trong cuộc cung cấp. Trên thực tế, những đại án kinh tế đều có màn chạy án, và gần đây nhất là vụ án chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á. Những vụ án này ban đầu đưa ra nhiều mức án rất cao, trong đó có cả án tử hình và chung thân. Nhưng khi kết án thì không ai có bị án tử hình nào, và án chung thân cũng được giảm xuống rất nhiều. Đấy chính là kết quả của quá trình chạy trọt đằng sau hậu trường. Còn nhớ vào hồi tháng 3, khi vụ án Vạn Thịnh Phát sắp đưa ra xét xử giai đoạn 1, cơ quan tố tụng cũng đề nghị 13 bị cáo ở khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình. Nhưng đến khi kết thúc thì chỉ có một án tử dành cho bà Lan, tức là phiên tòa này đã thành công bán 12 án có nguy cơ bị tử hình, và số tiền thu được ắt không hề nhỏ, đút túi các quan chức cấp cao và đặc biệt là bên công an, viện kiểm sát và tòa án. Việc bà Lan vẫn bị án tử hình, nguyên nhân được cho là làm giá để mua án tử hình của bà quá cao nên chưa bán được. Một số nhân vật am hiểu tình hình đánh giá rằng trước giao gì thì vị đại gia có hoa này cũng sẽ xuất tiền túi ra để mà mua án. Còn có phiên phúc thẩm và còn có lệnh ân xá của Chủ tịch nước, bà Lan còn rất nhiều cơ hội để mua án thoát thân. Vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan tuy lớn nhưng điều tra và xét xử không đến nơi đến chốn. Việc các quan lớn đã giúp bà thâu tóm đất vàng và thâu tóm ngân hàng SCB thì đều thoát cả, cho thấy nguyên nhân gây ra sự méo mó của nền kinh tế vẫn không hề được chấn chỉnh. Quan chức đỡ đầu sân sau để làm giàu bất chính vẫn được bảo vệ. Đấy chính là vùng cấm tai hại của đảng. Với bộ máy công quyền này, với hệ thống tư pháp này, thì sẽ luôn sản sinh ra những Trương Mỹ Lan. Triệt một tội phạm, để thế này sẽ sinh ra rất nhiều tội phạm khác. Muốn triệt được tham nhũng và hiện tượng doanh nghiệp thân hữu, chỉ có thể thay đổi chế độ, từ bỏ tư tưởng cộng sản mà thôi. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin bà Trương Mỹ Lan bị thêm án chung thân, cơ hội cho tòa bán công lý. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bóc lột người già, trẻ em, người tàn tật
công ty sổ số tổ chức đi Tây hưởng thụ. Từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024, giám đốc công ty sổ số Kiến Thiết Long An đã ký quyết định phê duyệt cho hai công ty du lịch trúng 5 gói thầu tổ chức đi học tập kinh nghiệm nghiệp vụ sổ số tại nhiều quốc gia trên thế giới với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng. Các nước đến học tập ở châu Âu là Pháp, Ý, Thụy Sĩ, châu Á có Dubai, châu Mỹ có Hoa Kỳ. Hình thức sổ số Kiến Thiết ở Việt Nam khác với các nước, không thể học tập kinh nghiệm và cũng chẳng ai dạy được gì. Vì thế có thể hiểu đây là hình thức rút ruột tiền ngân sách để chi tiêu cho cá nhân. Đây cũng là một hình thức phù phép để công ty có bản báo cáo lỗ để nộp cho đơn vị chủ quản. Hình ảnh bóc lột sức lao động người già, trẻ em, người tàn tật để hưởng thụ. Ở Việt Nam hiện nay có hai hình thức sổ số đều do nhà nước độc quyền làm nhà cái. Đó là hình thức sổ số truyền thống và hình thức sổ số tự chọn. Sổ số truyền thống có cơ cấu giải thưởng rất bất hợp lý. Đó là sau mỗi lần sổ số, nếu các giải thưởng không có người trúng, thì số tiền trao giải, nhất là giải đặc biệt, mặc nhiên do nhà nước thu giữ. Cũng chính từ cách trao giải như thế nên mới xảy ra tiêu cực. Không ít lần báo chí phanh phui ra những chuyện cố ý quay số ra kết quả theo ý muốn. Thông thường công ty sổ số phù phép cho số trúng rơi vào những tờ đã được thu hồi, để từ đó dàn lãnh đạo tìm cách xà xẻo cho hết những khoản tiền khổng lồ này. Với hình thức thứ hai, gọi là sổ số tự chọn, hiện nay do công ty Vietlott làm nhà cái. Đây là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định của Thủ tướng. Loại sổ số này tương tự như một hình thức sổ số ở Mỹ, tức là nếu đợt đầu không có người trúng giải đặc biệt, thì tiền thưởng được cộng dồn cho đợt sau. Hình thức sổ số này không chiếm dụng giải thưởng như hình thức truyền thống. Tuy nhiên, lâu nay, người trúng giải Vietlott bị buộc phải mang mặt nạ khi nhận giải. Dư luận nghi ngờ rằng công ty Vietlott cho người của họ mang mặt nạ để nhận giải, nhằm chiếm dụng tiền giải thưởng. Từ nhiều năm nay, dù dư luận thắc mắc nhưng chưa bao giờ Vietlott công khai danh tính người nhận giải. Vietlott cho rằng việc công khai danh tính người trúng giải sẽ gây nguy hiểm cho họ. Đây là hình thức ngụy biện, bởi ngày nay, người giàu ngàn tỷ trên sàn chứng khoán đầy rẫy, thậm chí một số người còn được công nhận có tài sản tỷ đô một cách công khai mà không có nguy hiểm gì. Vậy tại sao một người trúng Vietlott chỉ vài chục tỷ hay vài trăm tỷ thôi thì lại gặp nguy hiểm? Cả hai hình thức sổ số nói trên đều do nhà nước làm nhà cái và đều bị nghi ngờ là chiếm dụng giải thưởng. Tuy nhiên, không có ai có thể điều tra các công ty này, vì đó là những đứa con cưng của nhà nước. Đồng tiền bị chiếm dụng cũng sẽ được rải cho rất nhiều nhân vật đỡ đầu. Hình ảnh bòn rút sức lao động của người bán vé số. Có thể nói, khó có quốc gia nào mà lại có những đơn vị sử dụng lao động bất hợp pháp một cách công khai như các công ty sổ số Kiến Thiết ở Việt Nam. Người già, trẻ em, người tàn tật, người nghèo đáng lẽ phải được nhà nước nuôi, hoặc chí ít cũng phải được trợ cấp. Tuy nhiên, ở đất nước mà chính quyền tự xưng là nhà nước của dân, do dân và vì dân này, chính nhà nước lại thành lập các công ty để trưng dụng những người nghèo yếu thế làm đội ngũ bán dạo, nhằm bóc lột sức lao động của họ mà không có bất kỳ hợp đồng lao động nào. Tiền chiếm dụng từ sức lao động của những người nghèo khổ này lại được sử dụng để cán bộ đi Tây hưởng thụ như công ty sổ số Kiến Thiết Long An đã làm. Thật là vô nhân đạo. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hầu hết các công ty sổ số đều cá mẹ một lứa như nhau. Chẳng qua có con cá mẹ bị mắc lưới, có con không bị mà thôi. Đấy là một trong những hình ảnh biến tướng của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin bóc lột người già, trẻ em, người tàn tật. Công ty sổ số tổ chức đi Tây hưởng thụ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.